mới sinh em bé này thì nói chung là cái nỗi lo của mình là mình không biết làm gì đấy. Nếu mà làm việc nhà thì mình làm được, còn những cái việc mà ví dụ như là tắm cho em bé thì chắc chắn là không rồi, tại vì không có biết làm rồi thì nhờ mẹ rồi vợ thôi. Em biết làm những công việc gì cho con em? Em giặt quần áo thôi. Em giặt quần áo thôi. Giặt quần áo. Trời ơi, màu áo xanh đẹp quá. Một cặp luôn em. Một cặp. Ơi, xin chào hai bạn. Chào hai bạn. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân. Em tên là Lê Đông Hà. Năm nay em 32 tuổi. Hiện đang công tác tại sư đoàn 309 quân đoàn 4. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Thanh Vân, chào quý vị khán giả. Em là Bùi Thị Sâm. Em sinh năm 93, hiện đang công tác tại kho G250 cục xe máy tổng cục kỹ thuật ạ. Tại kho, tức là hai bạn là công tác ở hai đơn vị khác nhau. Hai đơn vị khác nhau. Vâng, vâng. Thế còn duyên hai người gặp nhau là như thế nào? Hai người có thể chia sẻ được không? Làm sao mà lại quen nhau? Làm sao mà lại gặp nhau? Bố mẹ em cũng ở trong cũng là bộ đội, cũng công tác trong đơn vị với vợ. Nói chung thì mẹ là mai là mối cho để quen biết gặp được vợ. Mẹ là mai. Dạ. Mà làm sao mà mẹ biết Sâm mà là Mai? Dạ mẹ ở chung đơn vị với vợ em. Làm bạn với mẹ chồng đấy. Nhưng mà xíu anh hỏi nha, trong đơn vị của Sâm á là có nhiều cô gái không? Dạ cũng đối với những bạn ít tuổi như em thì cũng có bốn bạn. Bốn bạn. Ừ. Mà sao mẹ của Hà lại đặc chấm biệt điểm là quan tâm Sâm hả? Cái này thì em cũng dỡ cái này về hỏi mẹ ạ. Hà đây ạ. Mẹ dạ. Nói là vì lý do tại sao mà mẹ lại chấm điểm cái cô gái này không? Dạ thì về thì em cũng nghe mẹ nói là cô bé này ở trong đơn vị thì ngoan, cũng có nhiều người khen rồi, được, giỏi giang, ngoan hiền. Có thời gian thì em cũng tìm hiểu với vợ để tiến tới. Thế con Sâm thì sao? Khi mà mình biết là mình được mai mối với một người mà mình đang gặp gỡ và làm việc cùng, mà lại sau này lại có thể trở thành mẹ chồng của mình, thì cái cảm giác của em như thế nào? Em có sẵn lòng để mà gặp mặt con trai của cô ấy không? Em Hôm, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Mới đầu thì cũng hơi ngại ạ. Thì anh chủ động nhắn tin trước thì em cũng nói chuyện bình thường, làm quen làm bạn. Tại vì em từ ngoài Bắc vào đây công tác nên là cũng không có nhiều bạn ở trong này, thì cũng muốn chia sẻ xem là cuộc sống trong này nó có khác so với ngoài Bắc hay không. Thế rồi lần đầu tiên hai người gặp nhau diễn ra như thế nào? Dạ, lần đầu tiên thì hôm đấy là cũng là vào ngày nghỉ cuối tuần. Thì cuối tuần thì cũng hẹn bọn em chơi, uống nước. Thì lúc đấy là bắt đầu mới quen. Lần đầu tiên gặp cô gái này ở ngoài đời thì sao? Nói có ấn tượng thì không? Dạ có. Thì ấn tượng ngoại hình với phương mặt. Ấn tượng nhất là cái gì nè? Ấn tượng nhất là ít nói. Ấn tượng ít nói? Vào là ngồi không nói gì cả. Nó chỉ em ngồi nói mình đấy. Còn cô ấy trả lời không? Dạ. Cô ấy có trả lời không? Thỉnh thoảng mới trả lời thôi. Thỉnh thoảng. Như hỏi mấy câu, 10 câu là trả lời vài câu đó. Dạ vâng. Em có ấn tượng gì về ngoại hình của chàng trai này không? Ấn tượng là nói nhiều ạ. Nói nhiều. Một người thì ấn tượng là đương nhiên người kia phải nói rồi. Ấn tượng là nói nhiều. Nói nhiều. Tại vì em không nói thì em mới thấy ông nói nhiều. Đúng rồi ạ. Em là người ít nói. Rồi sau đó thì như thế nào? Sau đó thì về có suy nghĩ về cô ấy không? Nó về suy nghĩ ngay cho anh. Thấy hợp ngay chưa? Thấy hợp ngay chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Ít nói thế mà vẫn hợp. Tại vì lúc mà đi uống nước về là cho em đi bộ về. Đi bộ còn có chặng đường đi bộ về với nhau nữa. Dạ không, vợ em đi xe máy còn em cho em đi bộ về. Ôi tại sao xong không cho anh trở về? Dạ có trở về một đoạn nhưng mà lại thả em ở giữa đường. Em là người đi xe còn anh là có người chở ra. Sau đó là em là người chở anh về nhưng em chở về em thả giữa đường ạ. Trời ơi sao em ác vậy. Thực ra là em cũng không biết nhà ở đâu, em chỉ áng chừng là chắc là gần đến nhà rồi. Em bảo thôi đến đây thôi, em chở anh đến đây thôi. Tại vì là gần đến đơn vị em rồi. Rồi bao nhiêu lâu sau mới yêu nhau, em sốt ruột đôi này quá đây này. Hỏi luôn đi. Bao nhiêu lâu mới yêu nào? Thì nói chung là từ lúc mà đồng ý quen lúc yêu trong khoảng 6 tháng. Khiếp lâu thế. Nhưng mà 6 tháng nhưng mà gặp nhau nhiều không? Thì nói chung là em ở đơn vị công tác thì thời gian về rất là ít mà lại xa nữa. 6 tháng gặp nhau được bao nhiêu lần? Chắc 2-3 lần đúng không? Trời, 6 tháng gặp nhau được có 2-3 lần. Như vậy là các bạn thường xuyên coi như là trao đổi với nhau rồi nói chuyện với nhau là hầu như là bằng điện thoại không đúng không? Dạ đúng rồi. Cái điều gì ở Hà mà Sâm cảm nhận được cái sự chân thành của anh và đồng ý làm bạn gái của anh? Cái mà để em ấn tượng và đồng ý với anh là cái sự chân thành, quan tâm. Yêu nhau bao lâu thì cưới?
Dạ, yêu nhau một năm. Một năm? À, vậy trong một năm đấy có kỷ niệm nào khó quên nhất? Nhiều nhất chính là cái khoảng giai đoạn mà em gặp tình trạng về sức khỏe. Em bị sao? Em bị đau cuộc sống ạ. Em phải về Bắc điều trị. Thế là lại xa nhau tiếp. Dạ đúng. Nhưng mà tại sao phải về Bắc điều trị ạ? Gần gia đình. Đúng rồi. Tại vì quê em ở Hà Nội nên em muốn về gần gia đình để có sự chăm sóc của gia đình. Anh là người đưa em về, sau đó em ở Hà Nội chăm điều trị một tháng. Thì trong khoảng thời gian đó thì anh luôn gọi điện hỏi thăm hôm nay em thế nào, có ăn được gì không, khỏe không, vui không. Thế là luôn luôn hỏi thăm em để em không phải quá suy nghĩ về cái chuyện của mình. Để em luôn được vui. Và em đã hồi phục lại rất nhanh đúng không? Nhờ có tình yêu đó. Em đã khỏi hẳn chưa? Thế là sức khỏe em đã hồi phục được 80%. 80% rồi. Rồi quay trở lại với công việc. Đúng rồi. Tức là quay về đơn vị cũ công tác đúng không? Thì vào trong này thì chắc chắn là em sẽ nhận được một sự quan tâm hết sức đặc biệt, không chỉ là của Hà. Đúng rồi. Mà còn là của mẹ chồng em bây giờ đó. Và chính cái điều quan tâm đặc biệt đó từ gia đình của Hà mà em đã cảm nhận rằng đây chính là người đàn ông của cuộc đời mình đúng không? Và thế là hai người quyết định đến với nhau sau cái biến cố đó của em. Dạ vâng. Anh thấy không, sau biến cố lúc nào cũng là một cái hạnh phúc. Đúng rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Rồi đến khi nào thì ông ấy mới cầu hôn em? Cầu hôn như nào? Cầu hôn là có nghĩa em bị đau ở trong này. Xong là trong cái khoảng thời gian đó là anh cầu hôn, sau đó em mới về Bắc để điều trị. Khoảng thời gian đấy là anh cầu hôn. Thì sau đó em cũng mới đồng ý là để đưa anh về cùng nhà. Đấy cũng là lần về ra mắt nhà gia đình đầu tiên. Wow, tức là bạn cầu hôn lúc mà bạn gái của mình đang ốm. Ừ. Đúng rồi. Đặc biệt thế nhở? Sao lúc đấy Hà lại có quyết định như thế? Tại vì lúc đấy thì bọn em cũng đang bị bệnh mà. Đó, cho nên là cần sự quan tâm rồi chăm sóc. Đấy, thì em nghĩ đấy cũng là một cái thời điểm thích hợp để cầu hôn vợ em. Đáng yêu quá. Dạ. Thời điểm đó em cũng rất là đấu tranh, tôi tưởng là mình có nên đồng ý không? Liệu mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh không? Nên là đấu tranh rất là nhiều. Nhưng mà cái điều gì mà khiến cho em quyết định là chấp nhận, đồng ý làm vợ? Thì bên cạnh đó cũng là cái gì mà em cũng nghĩ là mình đang gặp như thế này mà anh vẫn quan tâm, gia đình anh vẫn quan tâm, yêu thương. Em chia sẻ thêm một chút là anh lại chính là tình đầu của em. Anh lại chính là tình đầu của em. Wow. Lần đầu tiên mà quen được một người như vậy mà lại cầu hôn mình trong đúng cái thời điểm mình đang gặp về tình trạng như thế. Nó làm em cảm thấy là đây chính là chỗ dựa cho mình. Em may mắn lắm đấy. Bởi vì thường là không ai gặp được cái tình đầu mà thành tình cuối luôn đâu em ạ. Dạ. Chúc mừng em. Rồi thì bao lâu thì các em mới cưới nhau? Tính từ lúc mà em quay trở lại với đơn vị á? 5 tháng. Em 5 về tháng. Điều trị 1 tháng, sau đó em quay lại đơn vị. Thì 5 tháng sau thì bọn em kết hôn. Là hai bạn đã có em bé chưa? Dạ em có rồi ạ. Đã có em bé rồi. Là mấy bé? Dạ em có một bé gái. Bé được 15 tháng rồi ạ. 15 tháng rồi. Ôi vậy dạ. Mới đây. Vậy thì cái lúc mà em mang bầu á thì chắc có lẽ là em cũng phải công tác ở đơn vị dạ vâng. Ở Bình Dương dạ đúng vâng. Không? Thì em chắc là ở nhà là với mẹ chồng không đúng không? Dạ đúng ạ, em ở nhà với gia đình chồng ạ. Thế giai đoạn bầu bí có gì khó khăn không? Giai đoạn bầu thì bọn em vừa cưới xong thì đúng ngay dịch Covid bùng phát ạ. Thì em có bầu luôn thì anh lại phải ở đơn vị. Lúc đấy là giãn cách chị ở liền một mạch là gần 5 tháng trong cái khoảng thời gian em bầu. Ôi, lại xa nhau tiếp. Đúng rồi. Dạ. Mà em biết không, cái giai đoạn mà bầu bí á thì rất cần. Đúng rồi. Rất cần có người sự chăm sóc bên cạnh. Vâng. Vậy những lúc như vậy thì có tủi thân không? Em có cảm thấy là mình bị một mình với con mình hay không? Và có bị stress không? Em không có cảm giác một mình. Tại vì là em được sự hỗ trợ rất tối đa của gia đình chồng ạ. Bố mẹ rồi em rất là quan tâm, chăm sóc. Chăm sóc em rất là chu đáo ạ. Chỉ là đôi khi mình đi khám thai ạ thì thấy các cặp đôi cứ có chồng đi cùng ạ thì mình cũng thấy hơi tủi thân. Hơi tủi thân đúng không? Đúng rồi. Em hiểu về cái tâm trạng của vợ mình lúc mà mang bầu không? Dạ có ạ.
Thì người phụ nữ mà khi mang thai thì lúc nào cũng có suy nghĩ rồi lo lắng, cái lo lắng rồi không có người chồng bên cạnh thì cũng khó khăn. Thời gian đó thì cũng vất vả, không về được nhà. Mình thương vợ nhiều hơn đúng không? Dạ vâng. Vừa mới sinh em bé ra thì nói chung là cái nỗi lo của mình là mình không biết làm gì. Đấy, nếu mà làm việc nhà thì mình làm được, còn những cái việc mà ví dụ như là tắm cho em bé thì chắc chắn là không rồi. Tại vì không có biết làm rồi thì nhờ mẹ rồi vợ thôi ạ. Em biết làm những công việc gì cho con em? Em giặt quần áo thôi. Em giặt quần áo thôi. Giặt quần áo. Rồi những lúc được về á, được về nhà đó. Dạ. Tối có thức đêm, thức hôm để chăm con cho vợ ngủ không? Dạ, nói chung thì có nhưng mà ít. Tại vì đi làm cả ngày về mệt, về nhà ngủ lăn ra chứ không có phụ vợ được nhiều. Ồ, đến phần này là em nghĩ là sẽ có nhiều cái để nói đây. Đây. Cái phần kể lể đây, kể đó. Khổ đi em. Cái phần mà mình phải lôi hết tật xấu của vợ chồng mình ra ánh sáng đó. Để cho là chúng ta cùng phải biết là cái vết thương lòng của mình ở đâu đúng không? Để đó. Người kia còn chữa lành cho mình đúng không? Ừ. Đó, thì bây giờ trước tiên là bắt đầu với Hà đi. Thì Hà có những cái điều gì mà chưa hài lòng với vợ mình? Thì ngày hôm nay Hà có thể nói ra một lần là kể hết để cho Sân hiểu hơn và các anh chị ở đây cũng hiểu hơn về em. Tật xấu của vợ em thì chung vợ em thì hiền nhưng mà hiền. Hay nói nhiều. Nhưng mà lại nhưng hiền nhưng mà hay nói nhiều. Không, nói nhiều nhưng mà lúc mà em về mới nói nhiều. Càm ràm. Đúng rồi, nó vui là càm ràm đấy. Càm ràm suốt ngày đấy. Mà thường là càm ràm vấn đề gì? Ví dụ như là em ngủ dậy mà không gấp chăn màn là lại càm ràm. Rồi. Bế con một tí không ấy đưa cho mẹ lại càm ràm. Cách để biến một cô gái ít nói thành nói nhiều là hãy cưới cô ấy về làm vợ. Quá hay, sâu vô vần quá hay. Còn tật xấu nào nữa không nào, kể nốt đi xem nào. Vợ em có tật xấu đặc sắc là tối ngủ là cắn em. Dạ, tối nào cũng cắn. Ôi nhưng mà cắn yêu hay là cắn như thế nào? Dạ không, lúc nào em chọc tức vợ em thì vợ em mới cắn. Ôi, em giống chị thế. Bắn tim. Nhưng mà mỗi lần cắn như vậy á, đau điếng không? Dạ đau điếng luôn ạ. Có để lại bao nhiêu cái đồng hồ không? Dạ, nó có nhiều lắm ạ. Để lại cả một tiệm đồng hồ luôn. Một tiệm đồng hồ luôn? Dạ vâng. Rồi nhiều khi mới đau quá, có cắn lại không? Dạ, nhiều lúc muốn cắn lại mà cắn không được. Trời, nghe tội nghiệp nha anh ạ. Cô ấy có thùy mị rồi, có chứng nữ tính không? Là... Vợ em thì ăn mặc rất là đơn giản. Không có son phấn rồi gì này nọ. Không son phấn. Dạ. Em bạn này quá may mắn đấy. Nói chung thì đồ của em thì vợ em cũng mặc được. Mặc luôn đồ của chồng. Tiện quá. Có nghĩa là người rất là mạnh mẽ. Dạ vâng. Nhưng mà em có muốn vợ thay đổi không? Dạ có, dạ có. Vấn đề này em nói luôn đi. Em muốn vợ mình thay đổi những điều gì? Nói chung là... Trước tiên là thay đổi về gu ăn mặc đúng không? Vâng, gu ăn mặc thì thay đổi cái ăn mặc đi một xíu cho nữ tính. Nữ tính hơn. Trang điểm mấy ngày nhỏ cho đẹp. Trang điểm lên cho đẹp. Trời ơi. Chồng này quá tâm lý luôn em ạ. Rồi bây giờ thấy em đã xong. Ông ấy có những tật xấu gì không? Thời của em tới rồi, vùng lên. Tự nhận tật xấu là hơi bừa bộn ạ. Bừa bộn. Đúng rồi. Thì đó em bừa bộn mới càm ram. Đúng không? Thì em bảo là sao ở trong đơn vị nội vụ gọn như vậy, sao về nhà không tự giác gì cả. Cứ phải đếm nhá. Sau khi có con thì chỉ xoay quanh vấn đề là chăm con thôi ạ. Tập trung vào con. Dạ, đúng rồi. Chăm con thì tại sao lại là xoay quanh về vấn đề là chăm con? Cơ lại hai vợ chồng có không thống nhất được cái cách để chăm con á. Em thì muốn để con tự do khám phá, chơi đùa. Chị hiểu. Nhưng anh kiểu là cả một tuần mới về thì cứ thích bế con này, đi theo sát con, sợ con té con đau. Em thì cứ thả cho con chơi tự do khám phá xung quanh. Nên là hai vợ chồng hay bất đồng về cái vấn đề đấy. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì có xảy ra coi như là cãi vã với nhau không? Tất nhiên là cũng có rồi ạ. Nhưng mà cũng là vì thương con quá thôi. Và tới bây giờ thì các bạn đã hòa hợp với nhau và đồng quan điểm với nhau trong cái cách gọi là chăm con chưa? Cũng dần dần thì có cải thiện chưa? Cũng có cải thiện. Có nghĩa em cũng phân tích các vấn đề đấy cho anh thì anh cũng hiểu ra là để cho con phát triển tự nhiên và khám phá xung quanh để con học hỏi được nhiều hơn. Thế giờ Sâm muốn chồng thay đổi điều gì? Cuộc sống hàng ngày thì chủ động hơn về việc cùng chăm sóc con, chăm sóc công việc gia đình nữa. Tại vì là công việc của anh thì cũng thời gian ở đơn vị nhiều hơn ở nhà. Về nhà thì cũng chỉ muốn hai vợ chồng vui vẻ với con, với gia đình nữa. Đó, hôm nay mình nói ra được với nhau là mình hiểu nhau hơn đúng không nào? Những cái điều đấy đâu phải là khó để thực hiện đâu. Ra mình chỉ cần để ý thôi, mình biết người kia không thích cái gì thì mình đừng làm. Mà mình biết người kia thích cái gì thì mình làm.
Đấy, cuộc sống vợ chồng chỉ đơn giản vậy thôi, dung hòa. Thế ngày hôm nay là mình rất là mong muốn được nhìn thấy hai cái màu xanh này nó ập vào nhau ấy. Vâng. Thôi bây giờ ôm nhau một cái tình cảm cho mọi người được vỗ tay một cái to. Đúng rồi, một cái. Hai bạn hãy dành cho nhau những lời yêu thương đi. Hãy biết ơn nhau lúc này đi. Nhìn vào mắt nhau nào. Thì trong thời gian tới anh sẽ cố gắng phụ giúp em chăm sóc con, chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Sâm thì sao? Thì chỉ mong là anh về nhà luôn vui vẻ. Hai vợ chồng cùng cố gắng để chăm sóc cho con, vun đền cho cuộc sống của hai vợ chồng tốt hơn. Ôm nào. Ôi, xúc động lắm á. Chương trình ạ. Bây giờ thì anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, ngày nghiệp hiện tại của mình đang ở đâu nha. Vâng, anh chủ động nói chuyện. Vâng, họ tên là Lại Thanh Trí, sinh năm 1974, quê quán Chỉ Xuân Tiên, Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trương Mỹ, Hà Nội. Rồi, công việc của anh. Dạ, công việc là bên kinh doanh anh ơi. Anh kinh doanh về gì ạ? Em bên mảng ắc quy ô tô, xe điện, các loại ắc quy. Bình điện ạ. Rồi. Vậy là thu nhập của anh một tháng bao nhiêu? Anh đang làm cho công ty hay là cá nhân? Không, làm kinh doanh tự làm anh ạ. Kinh doanh tự do ạ. Kinh doanh tự do. Vâng. Rồi, anh Chí là một người như thế nào, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Cũng xin giới thiệu là điểm mạnh của tôi là có tính rất là mạnh mẽ và có tính tiến thủ, cương quyết. Điểm yếu? Anh chủ động nói gì anh? Điểm yếu là cũng có hơi chút hơi nóng tính. Như sống rất thẳng thắn và hòa đồng, không có vấn đề cả. Rồi, thẳng thắn hòa đồng. Anh có mấy cuộc hôn nhân rồi? Mới có một cuộc thôi anh ạ. Một cuộc hôn nhân nhưng mà chia tay là năm nay là năm 8 năm rồi anh ạ. Hai anh chị sống với nhau là bao nhiêu năm? Sống được 10, chung sống được sau 12 năm ạ. Rồi, sống với nhau được 12 năm. Cháu có mấy cháu? Có 3 cháu anh ạ. 2 gái, 1 trai. 2 gái, 1 trai. Anh đang ở với lại mấy cháu? Đang ở 3 cháu ở Bồ Tất ạ. Rồi, các cháu là tuổi như thế nào? Cháu thứ nhất. Các cháu tuổi đầu, cháu đầu sinh năm 2003. Đang học, mà cháu thứ hai cũng bắt đầu cũng đang học, nói chung ba đứa con đều đi học hết ạ. Rồi, cháu đầu là 2003, cháu thứ hai là bao nhiêu? 2005 ạ. Cháu thứ ba? Cháu thứ ba 2013. Một mình anh nuôi ba cháu thì vất vả không anh? Nói chung là cũng vất vả, nhưng mà cũng vất vả mất mấy năm, nói chung đến giờ này là cũng còn ổn rồi thì mình ép cho mình. Thu nhập của anh về bên mảng kinh doanh tự do ắc quy điện ấy, thu nhập trung bình là một tháng bao nhiêu? Nói chung là cứ bình quân nó tháng chỉ được 10 triệu thôi chứ không được nhiều. Nó cũng tùy theo anh ơi, có lúc thì có tháng thì có khi kiếm được mấy triệu, có những có tháng nó phụ thuộc vào cũng nhiều yếu tố lắm. Vâng, thì một mình phải nuôi ba cháu mà lương tháng chục củ á. Vâng. Thì có khó khăn nhiều lắm hay như thế nào không anh? Nói chung là ngày trước thì cũng là khó khăn, nhưng mà cũng tự xin giới thiệu chương trình thì mảng kinh doanh mà tôi cũng làm thêm cả đá thêm cả mảng khác nữa, cho nên là cũng vẫn đồng ra đồng vào để lo cho các con ăn học. Rồi, ok, bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào? Đã đang chăm sự nhờ chương trình tìm cho mẫu người, nói chung là cao khoảng tầm 1m52 trở lên. Khuôn mẫu và tuổi thì nếu mà 40 trở về được càng tốt. Rồi. Quan trọng nhất là con người đó là phải có cái tính cách là một là mạnh mẽ,
sở thích buôn bán và cũng là có cái mang tính chất là có cái con người là quan trọng nhất kỷ sở thích buôn bán với cái gì đây? Vâng, biết buôn bán kinh doanh thì có mấy cái tính cách chung thủy. Rồi, tính cách chung Vâng, thủy. có đạo đức. Còn gì không? Vâng, đấy mong muốn của tôi chỉ như vậy thôi ạ. À, công việc của cô ấy sao? Công việc cô nào ạ? Công việc của cái người anh đã người anh mong muốn đấy. À, người mong muốn thì nếu mà có nghề nghiệp cũng được, mà không có nghề nghiệp cũng không sao. Tôi chỉ cần quan trọng nhất là nếu mà người cũng được mà trong buôn bán quan trọng nhất là cái tính cách để phù hợp thôi, chứ còn việc gì tôi có thể cũng không 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 quan không quan ngại lắm. Rồi, thế về vị trí địa lý thì bạn ấy ở đâu thì ok. Địa lý nếu mà thực sự ra thì đến bây giờ thì cũng xin vào nói với chương trình thì nó cũng không cầu kỳ về địa lý lắm. Nếu mà như mà họ ngày xưa thì tôi cũng có sống ở trong miền Nam, là cách đây tôi cũng sống ở trong Sài Gòn, là cũng ngày xưa lúc tuổi thanh niên là sống mười mấy năm, à cũng cả sáu bảy Vâng, năm bạn đấy. hỏi anh là vị trí địa lý thì bây giờ như thế nào cho nó phù hợp để mà hai người có thể hẹn hò với nhau. À, địa lý thì Anh bây giờ mong thì muốn nếu mà ở được mà ở trong nói thì bỏ nói nước đôi, nhưng ở ngoài này được, và trong miền Nam cũng được, thì có thể tôi lại vào miền Nam làm ăn trong đấy tập năm là được tốt. nhưng mà con cái thì ai nuôi nếu mà Con anh cái vào thì trong Sài Gòn? bây giờ ví dụ như là bây giờ nhà cửa ngoài này thì vẫn đầy đủ rồi, tôi đi hai đứa con gái thì nói chung là tôi chỉ cần cho một thằng con trai đi cùng thôi, còn đứa hai đứa con gái ở ngoài này cháu vẫn ăn học, vẫn tôi vẫn ấy lo tài chính cho con cháu để nó ăn học. Dạ rồi, ok anh. Vâng, À, anh không thích phụ nữ như nào? nói chung là anh không thích là người phụ nữ là sợ nhất cái tính lăng nhăng, xong rồi là cái lăng nhăng là tôi sợ nhất, tôi bị đổ vỡ là vì vợ có tính lăng nhăng đấy. Ok nhá, thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên. Nếu mà chương trình tìm được cái người phụ nữ mà phù hợp với anh thì sẽ liên hệ lại với anh ha. Vâng ạ, rồi thế cũng cảm ơn chương trình, thì nói với anh thì trong cái cũng 8 năm rồi, thì bây giờ mình thì cũng thời gian nó cũng dài, là cái thứ hai nữa là lúc cũng dài, lúc cho cháu nó còn nhỏ thì cái điều kiện kinh tế mình con nó còn nhỏ quá, nó vất vả, mình chưa dám nghĩ đến cái điều đó. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh. Vâng, rồi thì em cảm ơn anh nhé. Dạ alo, em chào anh nhá. Thì anh giới thiệu một số những cái điểm mạnh, một số những cái thông tin cá nhân về bản thân của mình như họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, lại để cho anh em mình biết về nhau cái đã. Em tên là Mạng bằng mạng mạng anh mạnh cầm cầm máy lên rồi em cái ha. Vâng. Tại vì mạng nó đang không có ok. Vâng. Em Vâng. tên là Bùi Văn Mạnh ạ. Em sinh năm 1992, quê ở Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang. Dạ. Em nghề nghiệp của em này, em bán lấy xúc. Rồi. Vậy thì bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình người bạn gái như thế nào? Dạ, nói chung là cũng một người nói chung là dịu dàng một chút về vấn đề là đối nội đối ngoại gọi là tạm ổn, không, nói chung em không cầu kỳ lắm, chỉ cần nói chung là hiền dịu dàng, nói chung cao thì chiều cao thì khoảng 1m55 trở lên, Dạ chung rồi. và gọn gàng sạch sẽ thế là được, không có gì cầu kỳ đâu anh Dạ rồi, ok anh. Nếu mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì anh bay vào được không ạ? có được ạ. Dạ. Em đã sẵn sàng rồi, sắp xếp thời gian để vào. Dạ ok, em cảm ơn anh nhất. Hôm nay là cái buổi đầu tiên giao lưu để làm quen với anh, ý thông tin ban đầu của anh. Nếu mà chương trình tìm được người phù hợp thì sẽ liên hệ với anh nhé. Dạ vâng ạ. Dạ, chào anh. Vâng, em chào anh, em cảm ơn anh. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Vâng, chào chị. Yên Nam Định. Ừ, hiện tại là mình đang đang ở Nam Định luôn à? Dạ, đúng không nào, Nam Định. Ừ.
Rồi mình làm công việc gì, như thế nào? Em làm công nhân bên xưởng cất xi Người đây nghe rõ không vậy? Đào Huy Cường sinh năm 89, làm sản xuất xi măng đúng không? Rồi điểm mạnh rồi ở cho gì chương trình là ghi hình ở trong Sài Gòn thì mình có bay vào được trong Sài Gòn không Cường? Bay bay được nhưng kiểu là phải sắp trước em một thời gian để tiếp công việc mà này dạ bay của mình. Ok. Rồi thì đây chỉ là buổi casting thôi, thì mình cứ casting ha. Còn khi nào mình được vào vòng trong thì họ mình sẽ được chương trình liên hệ lại để cho mình bay vào ha. Nó có người phù hợp nữa chứ, nếu mà không có người phù hợp thì tụi này cũng không có thông báo đâu nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Cường là cái gì? Chắc lại phải nhớ thôi. Không biết Hả? là mình phải nhớ là gì kìa. Điểm mạnh là những cái gì, ví dụ tính tình vui vẻ hài hước cái gì của mình rồi vậy hả? Sở trường của mình là gì, ca hát được, nấu ăn được cái gì đó, điểm mạnh điểm yếu của mình đó. Chắc nếu điểm mạnh em chắc là chỉ có thể là nhìn ít nói, chủ yếu là cũng là điểm mạnh là kiểu hơi ít nói nhiều. Điểm mạnh cũng như điểm yếu là cũng là ít nói luôn. Rồi sở trường mình có gì không? Ở trường thì em hình như là học học cái gì cũng nhanh, làm gì cũng được. Rồi tình trường mình sao rồi Cường? Em thì nếu từ trường thì em hình như là sẽ có hai mối tình, mối tình cũng không được dài lắm, tầm năm hơn năm. Là mình có mấy mối tình? Là Ừ, hai mối tình. Rồi mình quen bao lâu, lý do vì sao mình chia tay hai mối tình này? Mình nói cụ thể đi, mối tình thứ nhất. mối tình đầu tiên thì chắc là hồi đi học, học kiểu qua yêu hồi học sinh ấy thì nó cũng không được lâu. Còn mối tình thứ hai là sau này thì là nhìn xa quá, không xa quá. Lúc đầu thì mình kiểu cũng người quen kiểu cùng đi làm cùng ấy, nhưng sau Rồi sau xong. kiểu nhà qua bên đằng kia có chuyện thì nó đi về về xong không vào nữa, thế nên thôi. Là gia đình của mình dư qua bên nhà đàn gái nói chuyện rồi. Nhưng Chưa mà chưa sao mà chưa qua chỉ là quen nhau rồi, kiểu trước là đi làm hay là quen nhau á. Sau Không làm quen sau nhau là thì sao? Lý do vì sao em với bạn đó chia tay? thì đây em bảo là sau đó trong nhà bên đằng đấy nó có chuyện này, thế là vì xong bạn ấy về về không không vào nữa, thế là dần dần không liên lạc rồi ít Vậy là liên lạc yêu xa đi rồi bắt đầu xa nhau. ha. Rồi tính đến thời điểm này thì độc thân bao nhiêu lâu rồi? Chắc phải năm sáu năm rồi. Trong 5 6 năm mình không tìm hiểu ai sao? Vâng, em phải từ một tình kia xong nó có lấy em chán nên là em từ khi em đi là làm công việc thôi, nên là không cần Rồi lý do gì sao mình tham gia chương trình? kiểu môi trường giờ kiểu đi làm này, môi trường đã ít bạn ít tiếp xúc với con gái nên là có kiến giờ tuổi này thì ấy đâu không kiếm được thì lên chương trình. Chứ ở nhà mình không, ở bên ngoài mình không tìm được hay sao? Ở quê mình không có người để làm mai làm mối hay sao? Ngoài này kiểu quê em giờ nó lứa tuổi toàn trẻ không, em thì nó quá rồi nên là nó khó kiếm.
tầm 14 đến 18 nó đã người ấy rồi, có cặp người ấy rồi. Rồi thì bây giờ mong muốn của mình có mẫu người bạn gái như thế nào nè? Hơn lên lớp tuổi này thì em không quan trọng mẫu, chắc là chỉ hình lành chứ chỉ là được rồi. Hả, em nói lớn lên chị không nghe. À, chỉ hiền lành chút xíu là được rồi chị. Hiền lành thôi. Chút xíu nữa là vậy được rồi chị. Rồi độ tuổi, quê quán, nghề nghiệp của người ta như thế nào? Chứ mà bây giờ em nói, ví dụ như em không nói thì chị ghép em, cái bạn đó trẻ quá thì em lại bảo chương trình là sao ghép em trẻ quá thì sao? Mình phải cụ thể chứ. Vâng, thì không biết độ tuổi thì em xem đấy, chắc là chỉ có sao cho nó gần gần kiểu có thể tiến xa hơn được. Đi là sao, là ghép cho em là mấy cái bạn gần quê hả hay sao? Vợ vợ ở vùng miền Bắc à. Rồi đó, mình phải nói cụ thể rõ ràng để cho chị biết ha. Rồi mình còn yêu cầu gì nữa không nè? Dạ không, còn trẻ hay già người em không chẳng. Tầm này thì kiếm bảo là bằng tuổi hoặc là ông mới có 89 à, mà ông nói riết y chang cho hả, là ông hả sinh năm sáu mấy bảy mấy vậy, khổ ghê. Như không, nhưng kiểu giờ như kiểu quê là tầm này là ấy hết rồi, nên là nó không như là không, em trong đấy em không biết, nhưng mà ngoài này này là hơi khó là. Rồi vậy ha, bây giờ cái buổi casting đến đây kết thúc ha. Có gì thì ví dụ như là được lọt vào vòng trong á thì chương trình sẽ liên hệ lại với bạn ha. Rồi, chào.